Cháu chào hai bà. Ừ. Con chào mẹ. Cháu chào bác ạ. Mẹ sao bác hoảng? Bác cũng đi sớm thế ạ? Bác mang hoàng lan sang thắp hương cho bác Hoa con ạ. Dạ. Tí nữa em Thuận sang lấy đồ ăn cho cái Phương. Mẹ nấu sẵn rồi để trong tủ lạnh nhá. Vâng ạ. Ôi giời ạ. Bà có rảnh thì bà mới hộ chúng nó chứ. Bà rỗi, bà đi chơi. Xong rồi bà sang tôi nói chuyện. Cái con Thuận buồn cười thật đấy. Con gái mà cứ sảnh dưới cái là về hành mẹ. Ơ vật. Rời cái gì mà rời. Chúng nó bận công việc con cái. Mình giúp có làm sao đâu. Bà mà con cháu bà ở đây bà còn làm nhiều hơn ấy. Bà Cúc ơi. Hả? Bà cũng thấy như cháu đúng không? Đấy, cháu cũng thấy tiểu đấy từ lâu rồi. Nhưng mà cháu không dám nói. Không lại bảo là cháu không có liên quan gì. Nhưng mà rõ ràng con gái như thế là không được bà nhở. Thỉnh thoảng thôi thì cũng sao. Chứ còn hôm nào cũng sang lấy đồ ăn của mẹ. Chị Xoài. Tội nghiệp. Giờ còn có một thân một mình. Nhìn thương ghê ấy. Ông Tùng. Thế bây giờ ông về đâu? Muộn rồi. Giờ đừng về quê nữa. Ông tìm chỗ nào nghỉ ngơi lại đi. Tôi có thuê một phòng trọ rồi mà. Đúng mà trả ra làm sao. Đang yên đang lành con nó đẩy ra đường. Bà. Mai tôi có việc. Với lại tôi cũng muốn mời ngày mai các bà đi ăn với tôi một bữa. Các bà nhớ nhé. Các bà có bận bịu việc con cháu thì cũng cố gắng thu xếp dành cho tôi một buổi nhé. Vâng. Ông cứ nói giờ với địa chỉ chúng tôi sẽ đến. Vâng. Ông ạ, mai tôi nghỉ hàng một buổi ấy. Nhưng mà ăn uống gì thì cũng chung vào để chia nhau. Chứ thế này cứ phải giữ ý giữ tướng. Được mất rồi. Vui. Rồi sẽ tính sau. Tôi có đặt xe, họ đến rồi. Tôi xin phép các bà nhé. Tôi đi trước nhé. Ông đi cẩn thận. Vâng. Nhé. Tôi đi nhé. Ông về nhé. Dừng lại vẽ ra để ăn ăn uống uống. Em mệt đấy. Để lát về anh dọn cho. Tối rồi anh còn đi đâu? Anh đi gặp khách hàng. Sao lúc nãy anh nói với bác Nghĩa là tối nay anh không có lịch gì cơ mà tự dưng bây giờ lại tòi đâu ra khách hàng? Anh có phải là con em không mà suốt ngày em tra khảo vặn vẹo thế à? Thì tại lúc nãy em nghe thấy anh hỏi vay tiền bác Nghĩa. Anh cần tiền làm gì mà lắm thế? Chuyện làm ăn của anh thôi. Nhưng mà chuyện làm ăn là chuyện gì? Bây giờ mình vay tiền bác Nghĩa thì mình vẫn phải trả. Chứ bác ấy có cho không đâu. Em buồn cười thật đấy. Anh vay anh trai anh tiền, liên quan gì đến em? Nhưng mà em là vợ anh. Có chuyện gì thì anh cũng cần phải nói với em chứ. Khi nào cần anh sẽ nói. Mà em bỏ thái độ đấy đi nhá. Anh ruột của anh đến chơi mà em còn như vậy thì người khác em thái độ thế nào? Sống lại đi.